các bạn ơi, mình quay cho các bạn cái video. Của mình quay đợt 1 quá thì ra cũng quá trời luôn. Hôm nay ra thêm một đợt nữa nè các bạn. Trái to quá trời to luôn nè. Này là mình chỉ trồng trong thùng xốp thôi đó các bạn. Bằng cái bàn luôn, các bạn thấy không? Quá trời to luôn. Ra thêm 5 trái to nữa. Nhưng mà trên vàng còn nha các bạn, để mình quay thêm cho các bạn xem nè. Đây trên vàng đây các bạn, đây là một trái nha. Đó. Qua đây 2 trái, 3 trái. Trên đây một trái nữa các bạn. Trên thương thượng này, đó trên cái đà đó, một trái nữa nè. Ô, có trái to thì to luôn nè. Hai ba trái đây luôn nè các bạn. Nè, một trái nè, hai trái nhỏ với một trái to nha. Ý, một trái trên bên kia nữa kìa các bạn, trái hồ lô á. Quá trời luôn nè các bạn thấy không? Thì các bạn tham khảo cái video mà mình chia sẻ với các bạn á, cái cách mà trồng bí như thế nào ra trái ở trên đây một trái nữa nè. Đó. Cái cách mà mình trồng bí sao mà ra cho thiệt là nhiều trái đó các bạn. Đây nè, một trái đây nè các bạn. Nằm trên cái vàng á. Thường thường nó lên nó cút cái lá mình không có thấy đâu. À đây có một trái nè. Một trái nữa. À trên đây có trái nhỏ kìa các bạn thấy không? Đó. Mình zoom lên cho các bạn thấy đó, một trái nhỏ nữa đó, chuẩn bị ra. Mà không biết là ở phía trên á là nó có trái nào không, đây nó có một trái nhỏ nữa kìa, trái hồ lô đó. Bạn thấy không? Đây cái hồ lô nhỏ nè. À có một trái nhỏ xíu xíu ở đây nữa nè các bạn. Đây nè. Mình zoom cho các bạn xem nha. Đó. Các bạn thấy chưa? Một trái nhỏ đó. Quá trời luôn các bạn ơi. Quá trời trái luôn. Đợt này ra cũng phải 17 trái nữa. Trái kéo trên cái vàng các bạn thấy chưa? À, một trái. Bên đây là có một cái dây chuẩn bị có trái. Bữa có một trái to thì to mình hái xuống rồi đó. Mà bây giờ nó chuẩn bị có thêm rồi các bạn ơi. Đang ra hoa quá trời luôn nè. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ phân biệt cho các bạn biết á, cái cách nhận biết mà để biết được hoa trái của cái cây bí á các bạn. Tại vì ngày xưa á, mình cũng phải trồng với các bạn, mình cũng không có biết được á là hoa được hoa cái là như thế nào, mình cũng không có rành nữa. Tại vì xưa mình cũng không có rành á, mình không có biết á. Nên hôm nay á, mình trồng qua một cái lần có kinh nghiệm rồi, thì mình chỉ chia sẻ các bạn cái cách mà nhận biết hoa được hoa cái nha. Ở trên đây có một trái nhỏ xíu xíu nữa nè. Đó, cái mà mình ăn xin cho bạn nè. Đây là cái này là hoa cái nè, chuẩn bị nó ra nè. Đây. Đây là hoa cái nha các bạn. Chuẩn bị ra thêm trái, còn này đang trái non nè. Còn cái nhỏ xíu nó nằm kẹp trên cái trái non rồi đó các bạn. Đó, cái nhỏ đó. Hoa đực là cái này hoa đực nè. Nó không có cái màu và nó không có cái nõn hoa đó, nó từ cái cánh hoa nó đi lên thẳng luôn, từ cái nhánh nó lên thẳng luôn. Còn hoa cái đó các bạn, hoa cái đây nè. Các bạn thấy không, từ cái nhánh hoa nó lên nó có bầu nhỏ xíu xíu đây nè. Đó, nó như ngón tay út của mình vậy đó. Thì cái bông của nó ra từ cái đó thì nó sẽ ra trái to. Và cái bông đó nó sẽ nuôi trái của mình, nuôi đến khi cái trái nó to như thế này luôn các bạn. Đó. Thì cái cách nhận biết hoa đực nó là như thế các bạn. Các bạn ơi, hôm nay á mình sẽ chia sẻ các bạn cách nhận biết để nhận biết được cái hoa đực trong cái vàng bí xanh của mình nha. Khi mà trồng bí các bạn, hôm trước á mình trồng á, mình cũng không biết nhận biết được cái cây hoa đực hoa cái như thế nào. Nhưng mà do mình trồng qua một đợt rồi, mình đã có kinh nghiệm, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn những cái bạn nào mà mới trồng bí á, hoặc là mới trồng á, các bạn chưa biết á, thì các bạn theo dõi cái video của mình nha. Nếu mà hoa đực ra thì á, nó ra từ cái nhánh của cái cây bí nè các bạn, và nó ra thẳng luôn, nó không có một cái nõn nhỏ. Và nó ra về là hoa đực nè. Còn hoa cái á, thì khi mà cái nhánh nó ra các bạn, thì nó sẽ ra
ra cái nhánh cái cạnh như thế này và nó ra một cái đống như nè, bằng cái ngón tay út của mình nè. Đây là hoa cái nè, nó có cái bầu nè, nó là cái cây cái bí của mình, nó có bông á. Và cái bông này nó sẽ nuôi cái trái này nữa, cái trái này nó sẽ lớn lên luôn, cái bông này nó nuôi lên cái trái lớn luôn. Do đó là các bạn khi mà các bạn cây bí của các bạn ra, các bạn thấy nó cái nhánh nó ra nó có nổi như thế này á, là mình biết là hoa cái nè. Còn nó dài, rồi cái nhánh nó dài như thế này á là hoa đực nè các bạn. Đó, mình che lại cho các bạn xem đó, thấy không? Các bạn đâu có thấy cái nõn như cái hình ngón tay út đâu, nõn này là cái nõn nó ra như hình ngón tay út nè, đây là cái trái của nó đó. Thì trong cái video trước mình có chia sẻ các bạn đó là cách trồng hoa cây bí đao sao ra hoa cái mà ra được hoa quả đó, các bạn xem video đó để tham khảo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.